Kính chào quý vị đang theo dõi Nhịp sống 24/7. Thưa quý vị, đoạn clip thể hiện người đàn ông không mặc áo chặn đầu rồi đập kính ô tô, tấn công làm tài xế bị thương. Vụ việc xảy ra trên địa bàn của quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 14 giờ ngày 19 tháng 9 trên đường Cống Quỳnh, quận 1. Người đàn ông đi xe máy không mặc áo đến chặn đầu ô tô, cầm một vật nhọn giống cây kéo, liên tục giật cửa gõ vào cửa kính ô tô, thách thức tài xế. Theo các nhân chứng, thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế ô tô đang trả khách, có xảy ra va chạm với một thanh niên đi xe máy. Nam thanh niên này rời đi. Sau đó thì người đàn ông nói trên xuất hiện. Vụ việc được cho đã làm tài xế ô tô bị thương ở tay, cửa kính ô tô bị hỏng. Hiện công an phường Nguyễn Cư Trinh quận 1 đã vào cuộc để xử lý người có liên quan. Sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai hơn 12.000 trang sao kê danh sách các cá nhân, tập thể ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3, cộng đồng mạng đã nhận diện nhiều những chuyện bi hài trong việc chuyển tiền hỗ trợ. Trong khi có rất nhiều tổ chức, người dân, người nổi tiếng đồng lòng ủng hộ, gửi những khoản tiền lớn nhỏ đến người dân các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bão lũ, thì một số lại làm màu, thậm chí tạo sao kê giả, không đúng với số tiền chuyển khoản, để khoe lên trang cá nhân, fanpage TikTok, nhằm mục đích tạo dựng hình ảnh, câu like, tạo sự nổi tiếng. Thay vì thực sự giúp đỡ những người khó khăn, họ chỉ muốn thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng, phô trương danh tiếng và làm đẹp hình ảnh. Điều này không chỉ làm mất lòng tin của cộng đồng, mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của những tổ chức thiện nguyện chân chính. Việc từ thiện nếu không xuất phát từ tấm lòng chân thành sẽ trở thành một màn kịch sáo rỗng, làm xóa mòn lòng tin và tạo ra một xã hội giả tạo. Sự giả dối trong việc làm từ thiện không chỉ ảnh hưởng đến những cá nhân cụ thể mà còn khiến các cộng đồng đánh mất niềm tin vào những giá trị nhân văn. Theo đó, những tổ chức và cá nhân thực sự tâm huyết với công tác thiện nguyện cũng bị vạ lây, chịu sự nghi ngờ và khó khăn trong việc tiếp tục kêu gọi sự đóng góp từ cộng đồng. Ủy ban Nhân dân của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức lễ ra quân 45 ngày đêm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo an toàn giao thông của tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ. Tham gia lễ gồm đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, ban an toàn giao thông, lực lượng công an tỉnh. Đến ngày 20 tháng 3 năm 2024, tại khu vực tổ 1, ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, Phòng An ninh và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an thành phố Bà Rịa bắt quả tang đối tượng Lê Quang Việt đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài các gói ma túy đá được phát hiện, cơ quan công an còn thu giữ trên người đối tượng một khẩu súng, bên trong đã có sẵn 6 viên đạn thể thao. Bước đầu làm việc với cơ quan công an, Lê Quang Việt đã thừa nhận về việc mua ma túy của Nguyễn Đức Thắng, 24 tuổi, trú tại thành phố Bà Rịa, đem về bán kiếm lời, đồng thời khai nhận về nguồn gốc khẩu súng nói trên. Dạ thì trong một lần lướt trên Facebook á, thì thấy có hội nhóm là mô hình xì cây. Là thì em có lướt trong đó thì thấy nó bán một cái khẩu súng nhỏ. Thì em có lên liên hệ với cái người đăng đó. Thì cái người đó có nói đây, em có hỏi là cái súng này bằng gì, nó kêu người đó kêu là bằng sắt kim loại hết nguyên khối. Cái thì em mới tìm hiểu trong cái nhóm đó thì thấy có một số cái video á là nó hướng dẫn cái súng này, thì em mua về. Để trả lời được câu hỏi đâu là kẻ đứng đằng sau tài khoản Facebook quấy nhóc, nhiều mũi trinh sát đã được tung ra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung đối tượng nghi vấn dần được phát họa, đó là Vòng Tuấn An, 28 tuổi, trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Vòng Tuấn An thì là đối tượng nghiện ma túy, với lại có hành vi chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng, nên là đối tượng luôn luôn cảnh giác với người bên ngoài, hạn chế tối đa những người được vào nhà. Ví dụ như nếu mà có mua đồ hay ngoài thì toàn mua đồ qua shipper, và không bao giờ mà tự đi mua một bất kỳ một cái đồ vật nào, ngay cả những bữa ăn thì cũng thông qua shipper. Đó. Nên đối tượng rất là cảnh giác. Điều đó gây khó khăn cho cái lực lượng trinh sát mà muốn theo dõi quy luật hoạt động cũng như là cái thời gian bên ngoài của đối tượng Vũ Tuấn An. Đến ngày 29 tháng 5, các lực lượng phối hợp của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cơ quan An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khám xét chỗ ở của Vòng Tuấn An, phát hiện thu giữ 2 khẩu súng rulo, 108 viên đạn đầu chì, hơn 112 viên đạn các loại, một số máy móc cơ khí cùng nhiều linh kiện để sản xuất lắp ráp súng tự chế bắn đạn thể thao và quốc phòng.
Qua đấu tranh bước đầu, Vòng Tuấn An khai nhận do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, đối tượng từ tháng 3 năm 2024 đến nay, An sử dụng Facebook tài khoản tên Quái Nhóc để liên hệ mua các linh kiện như nòng súng, ống khế, phôi kim hóa và đạn từ các tài khoản Facebook khác nhau. Sau đó, An dùng máy mài, máy khoan, keo dán để lắp ráp, chế tạo hoàn thiện thành khẩu súng. Dạ, những linh kiện này là của em là mua từ trên Facebook. Hai khẩu súng là em mua từ trên Facebook để em về em chế tạo ra. Coi là cách chế tạo trên web YouTube là em có thấy là có một người chế tạo những khẩu súng này là để bán. Là em từ đó em học rồi em mua về, em mua những dụng cụ về em tự chế tạo ra. Sau khi chế tạo xong súng, An dùng tài khoản tên Quái Nhóc để đăng quảng cáo trên Facebook và thực hiện các thỏa thuận hoàn toàn qua mạng xã hội này. Nếu không giao hàng trực tiếp, các đối tượng sẽ giao nhận thông qua một đơn vị vận chuyển trung gian. Với một khẩu súng hoàn chỉnh, An bán với giá từ 3 đến 6 triệu đồng. Tiền bán súng, An dùng để tiêu xài cá nhân, mua ma túy sử dụng. Còn những khẩu súng được bán cho những người như thế nào, sử dụng vào mục đích gì, An không quan tâm. Em cũng gọi là mục đích những người mà mua súng về của em về để sử dụng những gì em cũng không biết. Là tại vì em chỉ bán cho những người đó vì đồng tiền. Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với các bị can liên quan trong vụ án, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ để phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm. Quá trình điều tra vụ án cho thấy đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng phạm tội đã sử dụng thủ đoạn có yếu tố đan xen giữa tội phạm truyền thống và tội phạm công nghệ cao. Đặc biệt khi đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội thì việc phát hiện, điều tra, đấu tranh, xử lý đối với các đối tượng gặp rất là nhiều khó khăn, mà hậu quả của các loại tội phạm này gây ra thì cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Do đó, quá trình đấu tranh xử lý đòi hỏi lực lượng công an phải có sự quyết tâm cao và đấu tranh triệt để. Thưa quý vị, thời điểm này là thời điểm của mùa mưa lũ cũng như là bão ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Lâm Đồng. Đây là địa phương có địa hình đồi núi và kết cấu đất yếu. Hiện thì cơ quan chức năng tỉnh này cũng đã xác định có hàng trăm điểm có nguy cơ sạt lở cũng như là lũ quét. Đây là một điểm sạt lở trên đường đèo Tà Nung, thành phố Đà Lạt. Tại vị trí này, sạt lở đã ăn sâu gần 1/2 nền đường. Qua rà soát, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 500 vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ quét, ngập úng. Trong đó, gần 400 vị trí có nguy cơ sạt lở và hơn 100 vị trí ngập úng, lũ quét và sụt lún. Thời gian qua, nhiều vụ sạt lở đất đã xảy ra tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, huyện Đam Rông. Trong đó có những vụ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Gần đây nhất, vụ sạt lở tại thôn Trung Tâm, xã Đạ Nàng, huyện Đam Rông làm sập nhà dân, 3 người tử vong. Tại Lâm Đồng, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, lượng mưa trung bình từ 1.750 đến 3.150mm một năm. Đây là tỉnh có lượng mưa cao hơn bình quân cả nước. Trong khi đó, Lâm Đồng có địa hình đồi núi, độ dốc cao với các nhóm đất bazan, phù sa, kết cấu đất yếu nên mưa nhiều dễ xảy ra sạt lở. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan chức năng và các địa phương trong tỉnh rà soát các vị trí tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, theo dõi diễn biến thời tiết thiên tai để có biện pháp ứng phó, tổ chức di dời sơ tán người dân và tài sản ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Những ngày qua thì các đơn vị doanh nghiệp và người dân thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực quyên góp tiền của hàng hóa và nhân lực để có thể hỗ trợ đồng bào khu vực phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó thì các doanh nghiệp vận tải từ đường hàng không tới đường sắt, đường bộ thông báo sẽ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trên các chuyến bay do Vietnam Airlines Group khai thác. Theo đó, với mong muốn làm cầu nối chia sẻ những khó khăn mà người dân bị ảnh hưởng do bão Yagi gây mưa to ngập lụt ở hàng loạt tỉnh thành miền Bắc, toàn bộ hàng hóa cứu trợ sẽ được Vietnam Airlines Group miễn phí cất vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và các phí liên quan, đồng thời được đặt giữ tải ưu tiên trên chuyến bay của các hãng từ các sân bay trên cả nước đến sân bay Nội Bài Hà Nội, sân bay Cát Bi Hải Phòng, sân bay Vinh Nghệ An, sân bay Thọ Xuân Thanh Hóa, sân bay Vân Đồn Quảng Ninh, sân bay Điện Biên. Ngay sau khi có thông tin về bão Yagi hoành hành gây ảnh hưởng lụt bão và sạt lở diện rộng đối với các tỉnh phía Bắc và toàn bộ người dân ở một số các cái tỉnh thành miền Bắc, thì Vietnam Airlines đã ngay lập tức chủ động triển khai vận chuyển hàng hóa cứu trợ miễn phí trên các cái chuyến bay của Vietnam Airlines Group, bao gồm có Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco, để vận chuyển hàng hóa kịp thời đúng lúc đến tay của những bà con
vùng biển đang bị chịu ảnh hưởng của lụt bão. Và đồng thời thì lãnh đạo của Vietnam Airlines đã chỉ đạo các đơn vị cơ quan sát sao và đặt ưu tiên số 1 hàng đầu về việc dành các cái cung ứng tải để thực hiện vận chuyển các cái hàng hóa cứu trợ này. Và một cái ưu tiên nữa đó là giải quyết nhanh chóng và thuận tiện nhanh nhất để hàng hóa đến được bà con và các cái vùng bị lũ đúng thời gian và đúng địa điểm. Chương trình được áp dụng đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Hội chữ thập đỏ Việt Nam các cấp, các quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước cấp phép thành lập công nhận điều lệ. Các tổ chức cá nhân mong muốn vận chuyển hàng hóa hỗ trợ khắc phục bão lũ đến các tỉnh miền Bắc thời gian này có thể liên hệ thông qua các cơ quan tổ chức nêu trên để được miễn phí cước vận chuyển. Cũng theo đó, trong thời gian qua, Hội chữ thập đỏ các cấp của thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp hãng hàng không và đơn vị vận tải thực hiện vận chuyển 212 tấn hàng hóa, 3.000 túi thuốc gia đình gửi ra các tỉnh bị thiệt hại. Trên cơ sở ủng hộ về kinh phí hàng hóa của các tổ chức trong hệ thống hội sẽ thực hiện phân loại các mặt hàng, sắp xếp vào các kiện hàng để gửi đến các địa phương thông qua Hội chữ thập đỏ Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Quảng Ninh. Nhận được cái sự trợ giúp đồng hành của kho hàng vận chuyển của hãng hàng Vietnam Airlines thì chúng tôi sẽ tiếp tục trong những ngày tới, và ngay cả chiều nay, tối nay và ngày mai, bây giờ cũng đã có những cái đơn hàng nữa sẽ tiếp tục là 4 tấn và 5 tấn ứng cứu cho miền Bắc. Nhận được lời kêu gọi của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng như là kế hoạch phát động của Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh thì góc độ của Hội chữ thập đỏ quận Phú Nhuận cũng đã phát hành thư ngỏ đến các tổ chức cá nhân và các mạnh thường quân để cùng nhau chung tay đóng góp kinh phí vật chất để hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3 Yagi gây ra. Thì đến thời điểm hiện tại thì quận cũng đã tiếp nhận được 500 thùng nước suối và 2 tấn hàng. Thì nội dung này cũng đã chuyển ra cho hai tỉnh, nước suối thì chuyển ra cho tỉnh Yên Bái và 2 tấn hàng cũng đã chuyển ra cho tỉnh Lào Cai để thực hiện chăm lo cho bà con kịp thời. Thì làm sao để cho cộng đồng chúng ta luôn luôn gắn kết để tạo sức lan tỏa nhiều hơn đối với các hoạt động an sinh xã hội. Thuận lợi của Vietnam Airlines là có những cái chuyến tàu thân rộng thì mình sẽ chở được rất là nhiều hàng để làm sao mà chuyển được sớm nhất tới bà con vùng lũ. Chung tay đảm bảo công tác vận chuyển hàng hóa cứu trợ được thông suốt kịp thời, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng vừa thông báo hỗ trợ vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Đối tượng chuyên chở là hàng hóa cứu trợ cho đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bão số 3 của các tổ chức cá nhân thông qua Ủy ban Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh. Thưa quý vị, công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc vẫn còn gian nan và đầy thử thách. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và sự chung tay của đồng bào cả nước sẽ là nguồn sức mạnh to lớn giúp đồng bào gánh chịu ảnh hưởng bão lũ, nhanh chóng vượt qua khó khăn để xây dựng lại cuộc sống. Thưa quý vị, ngày nay thì sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin đã và đang mở ra những cơ hội kết nối với thế giới một không gian mạng vô cùng rộng lớn cho tất cả mọi người. Song song đó thì cũng có nhiều những hệ lụy cũng đã phát sinh khi mà các loại tội phạm này cũng đã triệt để lợi dụng việc phát triển tất cả mọi thứ để phạm tội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hậu quả phức tạp. Qua công tác nắm bắt được tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện có một đối tượng thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook để rao bán công khai những gói nghi là ma túy đá trên Facebook. Đối tượng này nhanh chóng được xác định đó là Lê Quang Việt, 29 tuổi, trú tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến ngày 20 tháng 3 năm 2024, tại khu vực tổ 1, ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, Phòng An ninh và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an thành phố Bà Rịa bắt quả tang đối tượng Lê Quang Việt đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài các gói ma túy đá được phát hiện, cơ quan công an còn thu giữ trên người đối tượng một khẩu súng, bên trong đã có sẵn 6 viên đạn thể thao. Bước đầu làm việc với cơ quan công an, Lê Quang Việt đã thừa nhận về việc mua ma túy của Nguyễn Đức Thắng, 24 tuổi, trú tại thành phố Bà Rịa, đem về bán kiếm lời, đồng thời khai nhận về nguồn gốc khẩu súng nói trên. Dạ thì trong một lần lướt trên Facebook á, thì thấy có hội nhóm là mô hình xì cây. Là thì em có lướt trong đó thì thấy nó bán một cái khẩu súng nhỏ. Em có lên liên hệ với cái người đăng đó. Thì cái người đó có nói đây em có hỏi là cái súng này bằng gì, nó kêu người đó kêu là bằng sắt kim loại hết nguyên khối.
Cái thì em mới tìm hiểu trong cái nhóm đó thì thấy có một số cái video á là nó hướng dẫn cây súng này, thì em mua về. Để trả lời được câu hỏi đâu là kẻ đứng đằng sau tài khoản Facebook quấy nhóc, nhiều mũi trinh sát đã được tung ra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chân dung đối tượng nghi vấn dần được phát họa. Đó là Vòng Tuấn An, 28 tuổi, trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Những nội dung trong phần tiếp theo. Vào sáng nay theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô La Habana, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Cuba. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo về hành chính năm 2024 chưa đạt mục tiêu 85% mà chính phủ đề ra. Chương trình an ninh 24 giờ xin được tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý. Vào ngày hôm nay tại phiên tòa xét xử các bị cáo nhóm tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan thừa nhận toàn bộ hành vi này và xin chịu hết trách nhiệm. Theo đó, khi được hỏi về việc chuyển và nhận tiền trái phép qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan nói bản thân hiểu rõ về việc tại sao có việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ các công ty nước ngoài. Trương Mỹ Lan nói mình vay từ những người bạn ở nước ngoài, còn tiền trả nợ của riêng bị cáo không liên quan tới tài sản của SCB mà chỉ thực hiện giao dịch qua ngân hàng này. Về việc lập các hợp đồng khống để chuyển nhận tiền, bị cáo Lan nói mình không hiểu về quy trình, không trực tiếp tạo lập hợp đồng giả cách. Bà Lan khẳng định hành vi vận chuyển tiền chỉ liên quan tới mình, xin chịu hết trách nhiệm và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các đồng phạm trong nhóm tội danh này. Theo cáo trạng, trong số 34 bị cáo, Trịnh Quang Công, nguyên tổng giám đốc tập đoàn Acumen, là một trong số cánh tay đắc lực khác giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan thực hiện cả 3 hành vi phạm tội: lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trịnh Quang Công được Trương Khánh Hoàng giao theo dõi quản lý việc chuyển tiền, nhận tiền từ nước ngoài chuyển về của 7 công ty là chủ đầu tư của các dự án tại thành phố Hồ Chí Minh và Long An, chuyển tiền ra nước ngoài 1,4 tỷ đô la Mỹ tương đương khoảng 33.500 tỷ đồng và nhận tiền từ nước ngoài về với số tiền tương đương 34.600 tỷ đồng theo các hợp đồng khống. Tại tòa, Trịnh Quang Công khai nhận thực hiện chuyển và nhận tiền theo chỉ đạo từ Trương Khánh Hoàng vì tin tưởng bị cáo Hoàng. Các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Các bị cáo nói trình tự thủ tục chuyển nhận tiền có nhiều thiếu sót về chứng từ. Tuy nhiên, các bị cáo trên phân bua rằng tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội không biết việc chuyển nhận tiền là khống nên xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Có nhiều hành vi vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, sau đó đâm vào tổ công tác khiến một cán bộ cảnh sát giao thông của công an thành phố Hải Dương đang thực hiện nhiệm vụ bị thương, phải đưa đi cấp cứu. Đối tượng Đinh Tiến Minh, trú tại thành phố Hải Dương, đã bị công an thành phố Hải Dương tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 24 tháng 9, tổ công tác chốt kiểm tra nồng độ cồn công an thành phố Hải Dương làm nhiệm vụ tại khu vực đường Thanh Niên phát hiện Minh không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy với tốc độ cao. Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, Minh đã cố tình tăng ga phóng xe bỏ chạy qua hai vị trí trong chốt, sau đó đâm vào một đồng chí trong tổ công tác, làm đồng chí này điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị gãy chân phải, vỡ xương bánh chè chân trái và bị thương vùng mặt. Hiện Minh đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Được biết Minh đang là học sinh lớp 12 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Dương. Chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Way mà Minh điều khiển là mượn của bạn, loại xe có dung tích 110 phân khối. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an thành phố Hải Dương đã kiểm tra xác định Minh chưa đủ tuổi để điều khiển loại xe này. Minh không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Một thanh niên nghi sử dụng ma túy đã cướp một chiếc xe tải chở hàng rồi phóng nhanh trên quốc lộ 91 qua quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, gây ra vụ tai nạn liên hoàn làm ít nhất một người chết. Vụ việc vừa xảy ra vào trưa ngày hôm nay. Trong quá trình điều khiển phương tiện, đối tượng này đã đâm tử vong ít nhất một người đi đường. Nghi can cướp xe bước đầu được xác định là Tống Văn Hoàng Tuấn, 31 tuổi. Khi phát hiện vụ việc, người dân đã báo nhanh cho cơ quan chức năng của địa phương. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng cơ quan chức năng và người dân tổ chức truy đuổi. Chiếc xe tải bị cướp liên tục chạy với tốc độ cao, lấn hết làn đường và đâm gãy nhiều cột đèn, va vào các xe tải khác. Vụ việc đã khiến cho nhiều người đi đường hoảng loạn. Chiếc xe tải chỉ dừng lại khi đã đâm vào một xe tải khác. Tài xế bị vây bắt đang cố thủ trên xe. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau theo kiểu băng nhóm gây ra nhiều bức xúc và ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự. Để răn đe phòng ngừa tội phạm chung, Công an tỉnh Hậu Giang đã mở cao điểm tấn công, trấn áp quyết liệt tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí vi phạm pháp luật, đặc biệt là đã điều tra và xử lý nghiêm nhiều vụ thanh thiếu niên đánh nhau theo kiểu băng nhóm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đây là hình ảnh một nhóm đối tượng tấn công gây thương tích cho hai thanh niên. Trong đó có một người bị thương nặng xảy ra tại ấp Phú Lễ, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vào ngày 10 tháng 9 vừa qua. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành truy bắt vận động đầu thú 10 đối tượng, đồng thời thu giữ nhiều hung khí ngay sau đó. Bước đầu các đối tượng khai nhận nguyên nhân gây thương tích cho bị hại là do mâu thuẫn vay mượn tiền. Thì được sự chỉ đạo của Ban đốc Công an tỉnh, thì Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an huyện Châu Thành trực tiếp xuống địa bàn, chia thành nhiều tổ công tác xác minh ở nhiều nơi, đồng thời ra lên danh sách tất cả các đối tượng tham gia. Thì qua hơn 10 giờ truy xét thì chúng tôi đã bắt được cái đối tượng cầm đầu là Kasamo, trú tại địa bàn thành phố Cần Thơ. Mới đây, qua công tác tuần tra, Công an phường 3 và Công an thành phố Vị Thanh đã kịp thời phát hiện trấn áp 8 đối tượng đang trên đường bỏ trốn sau khi mang hung khí đến nhà một người dân ở khu vực 4, phường 3, thành phố Vị Thanh để giải quyết mâu thuẫn. Bước đầu các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đi tìm đối tượng để gây thương tích, nhưng chủ nhà đi vắng. Hành vi của các đối tượng là rất nguy hiểm cho xã hội. Dù hậu quả chưa xảy ra nhưng đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đó chúng tôi đã báo cáo, đề xuất chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra thụ lý theo thẩm quyền và phối hợp điều tra làm rõ hành vi của từng đối tượng liên quan. Thì trong thời gian tới thì Phòng Cảnh sát Hình sự sẽ phối hợp với công an các địa phương rà soát lên danh sách tất cả các đối tượng có biểu hiện tụ tập là gây rối trật tự tại địa phương để phối hợp với địa phương gọi hỏi, răn đe, giáo dục. Thứ hai là nắm và giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong quần chúng nhân dân, có nghĩa là không để xảy ra tình trạng đánh nhau nữa. Cái thứ ba là tăng cường công tác tuần tra vũ trang, kịp thời ngăn chặn cũng như giải tán các thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu chơi khuya về đêm, cũng như chuẩn bị hung khí để đánh nhau, rồi thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời sẽ tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân giao nộp các vũ khí, công cụ hỗ trợ và đẩy mạnh công tác tấn công, điều tra xử lý nghiêm các vụ đánh nhau theo kiểu băng nhóm nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Kết quả điều tra cho thấy, đa số các vụ thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau thời gian qua xuất phát từ những mâu thuẫn hết sức đơn giản. Do vậy, trong cuộc sống nếu có sự phát sinh thì mỗi người nên bình tĩnh, xử lý hoặc nhờ cơ quan chức năng can thiệp giải quyết. Bên cạnh đó, các gia đình cần thường xuyên quan tâm giáo dục con em. Khi phát hiện con em có dấu hiệu mua, bán hoặc chuẩn bị hung khí đánh nhau thì kịp thời báo cho cơ quan công an can thiệp để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra. Thưa quý vị, vỉa hè là lối đi dành cho người đi bộ, nhưng trên thực tế vỉa hè lại được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Việc sử dụng vỉa hè sai mục đích không chỉ làm mất chỗ đi dành cho người đi bộ mà còn làm mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn giao thông. Nhiều năm nay, mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần mở chiến dịch ra quân, thế nhưng vẫn chưa đạt được kết quả tốt trong vấn đề giải phóng vỉa hè. Cùng đến với những ghi nhận ngay sau đây của nhóm phóng viên. Người phụ nữ này đã mất mạng chỉ vì đi bộ dưới lòng đường. Vạch kẻ trắng phân chia. Sau một thời gian, vỉa hè không còn chỗ trống, nơi đáng lẽ là phần đường an toàn cho người đi bộ nay thành chỗ kinh doanh để xe máy, thậm chí xe ô tô, và người đi bộ vẫn phải xuống lòng đường đối mặt với nguy cơ tai nạn giao thông. Nhiều khi là mọi người cứ tràn cả ra vỉa hè nên là em vẫn phải đi xuống dưới lòng đường luôn ấy ạ. Xe cộ đi ngay bên cạnh mình luôn, xong rồi đi tốc độ đi nhanh đi tạt qua một cái thấy sợ. Nhưng mà ở trên vỉa hè thì mọi người xâm lấn hết rồi nên là em không đi lên được. Em thấy là nhiều khi mà em khá là hay đi bộ, cho nên là bây giờ thì là mọi người hay để xe lên trên vỉa hè hoặc là nhiều khi là buôn bán, cho nên là nhiều khi em phải đi xuống hẳn là lòng đường và em thấy là việc đấy khá là nguy hiểm. Nhưng mà nhiều khi là em cũng không dám đi xuống dưới đấy, cho nên là em sẽ
thường là không, một là em sẽ không dám đi bộ nữa. Theo phản ánh của nhiều người dân và ghi nhận của phóng viên trên các tuyến đường trung tâm của Hà Nội như Cầu Giấy, Nghĩa Tân, Đê La Thành, Hoàn Kiếm, Mỹ Đình, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán, kinh doanh tái diễn trở lại. Vẫn biết người đi bộ thì phải đi trên vỉa hè để đảm bảo an toàn. Thế nhưng thực tế vỉa hè đã bị lấn chiếm, họ đành phải chấp nhận bản thân vi phạm luật giao thông đi xuống lòng đường. Tôi đi bộ xuống lòng đường tôi cảm thấy không an toàn về về giao thông, thì xe cộ nó đi như vậy là mình tuổi già rồi, đi nhiều khi đã các thứ, cho nên là xe như thế này là đề nghị các cơ quan có trách nhiệm là phải giải quyết để nó đường nó được thông thoáng. Những lần chiếm cái hè như thế này coi như mất hết lòng đường của người đi bộ, nó gây mất an toàn giao thông cho người đi đường, nhất là những người đi bộ. Theo nghị định 100/2019/NĐ-CP, hành vi buôn bán lấn chiếm vỉa hè có thể bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức. Đối với hành vi lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng hóa, sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị, rửa xe, đặt treo biển hiệu, biển quảng cáo, xây đặt bục bệ, làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, chiếm lòng lề đường có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức. Tuy nhiên, có thể vì mức phạt còn khá nhẹ nên bất chấp lệnh cấm, nhiều người dân vẫn cố tình lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh vì lợi ích cá nhân. Cô bán đây được gần một chục lắm. Bây giờ nắng như thế này thì không ngồi được, mà không được treo ô là bị bắt, các anh mới bắt. Đấy là công an không cho ngồi, để bảo vỉa hè này không được ngồi ấy. Nhưng mà bây giờ vì cuộc sống thôi thì nó rộng như thế này thì các cô cứ ngồi lén ngồi vậy. Và bây giờ có tuổi 60 tuổi rồi thì giờ mình đói, thì bây giờ ngập lụt thì ở Phú Thọ thì giờ ngập lụt thì giờ mình phải ra đây mà kiếm mà sống thôi. Bây giờ em bảo bây giờ nhà nước thì bây giờ cấp chu cấp thì nó có mức độ, thì bây giờ mình đói thì bây giờ phải bò ra đây mà kiếm sống thôi. Chẳng ai ta tạo dựng cho mình để ngồi cái này đâu. Mình đây là sai rồi, bây giờ mình lấn chiếm vỉa hè là mình sai, nhưng bây giờ đói thì thôi. Các chú thì đuổi thì chạy thì thôi, cần chả biết làm nào thì cứ kệ. Khổ cái là nó nắng vừa rồi đấy, nó đổ hết cây cối này, nó không có chỗ ngồi, đành phải ngồi ra đây. Ngồi ra đây thì mình là sai quá rồi, nhưng mà thôi kệ, các chú đuổi thì chạy. Lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều biện pháp để xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí xử phạt người vi phạm. Song có lẽ việc lấn chiếm vỉa hè sẽ thật sự khó có thể giải quyết nếu như không có bài toán giải quyết tổng thể. Thưa quý vị, tại Hội nghị Trung ương 10 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam với tinh thần chỉ đạo khẩn trương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để quyết tâm thực hiện dự án, góp phần mở ra không gian phát triển kinh tế mới cho đất nước. Việc sớm đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam nhằm hiện thực hóa chủ trương, định hướng của Đảng, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và triển khai các quy hoạch, tăng cường kết nối vùng miền, các cực tăng trưởng, lan tỏa mở ra không gian phát triển mới, đảm bảo nhu cầu vận tải trên hành lang Bắc Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội gắn với quốc phòng an ninh. Ban chấp hành Trung ương thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến dự án đường sắt tốc độ cao với tốc độ là 350 km/h. Xung quanh tin vui này, xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện với chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được đề xuất đầu tư với chiều dài 1.541 km, quy mô đường đôi, hạ tầng thiết kế với tốc độ 350 km/h, bố trí 23 ga hành khách với cự ly trung bình khoảng 67 km, 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa. Tuyến sẽ bắt đầu từ ga Ngọc Hồi, Hà Nội, đi qua 20 tỉnh, thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, xác định sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 67,34 tỷ đô la Mỹ và thời gian hoàn thành vào năm 2035. Tốc độ 350 km/h, cự ly ga trung bình từ 50 đến 70 km đang là xu hướng thế giới, được chứng minh là phù hợp và hiệu quả hiện nay. Với tốc độ này, thời gian từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh còn 5 giờ 30 phút.
Trước tiên xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa Phó Giáo sư, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam được xem là một trong những công trình trọng điểm quốc gia. Vậy thì Phó Giáo sư có thể phân tích những tác động tích cực mà công trình này đem đến và trước tiên là những giá trị to lớn giúp phát triển ngành vận tải. Với một cái quốc gia có một cái chiều dài hơn 1.500 km như Việt Nam thì cái giao thông vận tải giữa các cái vùng miền nó trở thành một trong những cái vấn đề sống còn để mà phát triển kinh tế xã hội cũng như để kết nối giao lưu giữa các cái vùng miền với nhau. Và đặc biệt là trong cái điều kiện kinh tế xã hội phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng thì cái việc mà phát triển cái giao thông vận tải trở thành một cái bài toán rất quan trọng. Rất là may mắn trong cái thời gian vừa qua, Bộ Chính trị đã có cái quyết định là xây dựng cái đường sắt cao tốc Bắc Nam giữa Hà Nội và Sài Gòn. Cái thời gian di chuyển nó chỉ còn khoảng 5 giờ 30 phút. Và như vậy là cái lưu lượng rất lớn các cái hành khách có thể đáp ứng được cái nhu cầu di chuyển Bắc Nam một cách tốt nhất và nhanh nhất. Thêm nữa thì với cái tốc độ như vậy chúng ta có thể có cái kết hợp sử dụng vào cái việc vận chuyển hàng hóa vào những cái giờ không cao điểm. Rõ ràng là một cái tuyến đường sắt có thể trở thành cái xương sống huyết mạch đáp ứng cái nhu cầu rất lớn cho cái tăng trưởng và phát triển cả về vận tải hành khách lẫn vận tải hàng hóa. Đồng thời, việc triển khai đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam được kỳ vọng sẽ là một cú hích và tạo động lực cho sự phát triển của kinh tế xã hội nói chung của cả nước ạ. Phó giáo sư có thể phân tích cụ thể hơn. Trong cái thời gian vừa qua đó, chủ yếu là cái giao thông vận tải của chúng ta là giao thông vận tải đường bộ. Và với cái vận tải đường bộ ấy, thì chúng ta chỉ vận tải được những cái khối lượng nhỏ hàng hóa cũng như hành khách. Và đồng thời, cái chi phí của nó tương đối tốn kém. Với cái giao thông đường sắt ấy, thì một cái lượng rất lớn hành khách có thể đáp ứng được cái nhu cầu di chuyển giữa các cái địa phương, các cái vùng miền, tạo ra các cái cơ hội phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế du lịch, cũng như là phát triển các cái hoạt động thương mại dịch vụ. Và rõ ràng là với cái việc mà phát triển cái giao thông đường sắt ấy, thì cái kết nối giữa các khu vực, các vùng miền nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cái giao thông cũng như cái vận chuyển hàng hóa nó trở nên thuận lợi với các cái doanh nghiệp trong cái quá trình phát triển kinh tế xã hội và tìm kiếm cái thị trường cũng như tìm kiếm cái nguồn nguyên liệu. Vâng, và người dân doanh nghiệp thì sẽ được hưởng lợi như thế nào đối với tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam? Đương nhiên, với cái việc mà chúng ta xây dựng cái tuyến đường sắt tốc độ cao này thì người dân có thể nói là được hưởng một cái lợi ích rất lớn khi mà có cái nhu cầu tham quan hoặc là di chuyển thăm thân giữa các cái địa phương từ miền Bắc đến miền Nam. Và nó sẽ chấm dứt cái cảnh là xếp hàng chờ mua vé tàu hoặc là tìm kiếm rất khó khăn những cái vé máy bay. Và như vậy thì rõ ràng là cái việc mà phát triển của cái nền kinh tế ấy, nó cũng sẽ được phát triển một cách tốt hơn trong một cái tương lai không xa. Để thực hiện thành công và hoàn thành dự án theo đúng như tiến độ đã đặt ra thì theo Phó Giáo sư chúng ta cần có những nhóm cơ chế chính sách như thế nào cũng như là sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng ra sao? Thì cái việc đầu tiên đó là chúng ta phải lựa chọn các cái phương án về nhà thầu cũng như các cái phương án xây dựng phù hợp. Và chúng ta biết rằng là với cái lượng vốn đầu tư rất lớn khoảng 70 tỷ đô la thì đây là một trong những cái vấn đề lớn về mặt tài chính mà chúng ta cũng cần tìm kiếm cái nguồn đầu tư phù hợp và có cái hiệu quả. Thêm nữa thì chúng ta cũng biết rằng là với cái cơ sở hạ tầng cũng như cái năng lực thi công hiện nay ấy, rõ ràng chúng ta cần phải có các cái tiến độ phù hợp và cái bắt đầu ngay từ những cái năm đầu tiên này ở những cái đoạn tuyến thích hợp để từ đó chúng ta dần dần thực hiện đúng cái lộ trình để đến 2035 chúng ta có một cái tuyến đường sắt Bắc Nam hoàn chỉnh và đáp ứng được cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cái việc mà chúng ta có thể nội địa hóa một số các cái sản phẩm đáp ứng cái nhu cầu của cái tuyến đường sắt cũng như
phát triển một cách nhanh chóng các cái hoạt động đầu tư xây dựng và các cái vấn đề về bảo đảm an ninh an toàn cũng là một trong những cái vấn đề mà cần cái sự kết hợp giữa các cái địa phương, các cái cơ quan chức năng để từ đó chúng ta nhanh chóng giải phóng mặt bằng và có thể thực thi một cách hoàn chỉnh nhất với cái thời gian nhanh nhất để tiết kiệm cái chi phí cũng như tiết kiệm cái nguồn lực trong cái quá trình phát triển. Một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của Phó Giáo sư. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ và môi trường, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thị Phương, chú thành phố Thái Bình về tội buôn bán hàng cấm. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, hoạt động buôn bán hàng hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ và môi trường, Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện Đinh Thị Phương có hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu. Ngày 20 tháng 9 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ và môi trường phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh Đinh Thị Phương, địa chỉ tại tổ 2, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 1.890 bao thuốc lá điếu có chữ nước ngoài, không có tem nhãn, không có phụ đề bằng tiếng Việt, không có hình ảnh cảnh báo sức khỏe. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản niêm phong toàn bộ số thuốc lá điếu nói trên để điều tra làm rõ. Tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ New Home, địa chỉ tại thôn Còn Pát, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện hàng trăm chiếc bếp từ không có giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 công nhân đang thực hiện sản xuất, lắp ráp bếp từ có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam. Tăng vật thu giữ gồm 863 chiếc bếp từ thành phẩm đã lắp ráp hoàn chỉnh và hàng nghìn bộ phận linh kiện, nhãn mác mang tên nhãn hiệu Panasonic, Philips, Streamline và một số công cụ, phương tiện phục vụ sản xuất, lắp ráp. Quá trình kiểm tra, Cao Thị Phượng trú tại huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, là giám đốc công ty, không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc của toàn bộ các sản phẩm, linh kiện, hàng hóa nêu trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong tạm giữ hành chính toàn bộ tăng vật nêu trên để phục vụ công tác xử lý. Ngày 26 tháng 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện đối tượng sử dụng, tàng trữ, mua bán khí cười với số lượng lớn. Trước đó, lực lượng công an phát hiện Lê Hồ Công Tấn Đạt, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, có biểu hiện nghi vấn mua bán, cung cấp các bình khí cười N2O tại địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà. Ngày 24 tháng 9, trên đường Mỹ Đa Tây 12, phường Khuê Mỹ, lực lượng công an kiểm tra hành chính xe ô tô do Đạt điều khiển, đã phát hiện bên trong xe có 41 bình khí cười, trọng lượng mỗi bình khoảng 10 kg. Tiếp tục kiểm tra bên trong nhà kho tại địa chỉ trên, phát hiện thêm 13 bình khí cười, trọng lượng mỗi bình từ 3 đến 4 kg. Bộ Tài chính đề xuất hai phương án giảm tiền thuê đất năm nay, trong đó mức tối đa là 30%, tương ứng với 4.000 tỷ đồng. Tại dự thảo nghị định của Chính phủ về giảm tiền thuê đất năm 2024 đang lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án gồm giảm 15% hoặc 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2024, không gồm nợ của các năm trước và tiền chậm nộp. Đối tượng áp dụng chính sách này là tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê hàng năm. Người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất cũng thuộc đối tượng ưu đãi. Để được giảm, người thuê đất sẽ làm đề nghị theo mẫu, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin, đảm bảo đúng đối tượng. Bộ Tài chính tính toán, nếu chính sách được thông qua, số tiền thuê đất thu về ngân sách có thể giảm khoảng 2.000 đến 4.000 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm dự kiến là 15 hoặc 30%. Giá xăng dầu vừa được Liên Bộ Công Thương Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15 giờ chiều nay, ngày 26 tháng 9. Giá xăng RON 953 loại phổ biến trên thị trường tăng 750 đồng lên 20.510 đồng một lít, còn E5 RON 92 ở mức 19.620 đồng một lít, thêm 680 đồng. Các mặt hàng dầu có giá mới
15.350 đến 17.870 đồng một lít. So với cách đây 7 ngày, dầu diesel tăng 460 đồng lên 17.500 đồng, dầu hỏa đắt hơn 320 đồng, dầu ma rút thêm 530 đồng một kg. Nhà điều hành cho biết giá nhiên liệu tuần qua chịu tác động bởi các yếu tố như xung đột gia tăng tại khu vực Trung Đông, biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine tiếp diễn. Những yếu tố này dẫn đến biến động giá xăng dầu tăng hoặc giảm tùy từng mặt hàng. Sau đây sẽ là một số thông tin về giá cả tiêu dùng. Gần một tháng qua, ngư dân đầu nguồn sông Tiền tất bật đón mùa nước nổi dâng cao. Giá các loại cá đồng ở đầu nguồn miền Tây đã giảm hơn so với đầu mùa do nguồn thủy sản phong phú hơn. Cụ thể cá trạch, cá thắt lát, cá lăng từ 200 đến 300 nghìn đồng một kg, cá linh, cá lòng tong từ 50 đến 80 nghìn đồng một kg đã làm sẵn, cá heo từ 400 đến 500 nghìn đồng một kg, cá rô từ 30 đến 40 nghìn đồng một kg. Tháng 9 là thời điểm thu hoạch vụ muối cuối cùng trong năm của diêm dân làng muối tỉnh Bình Định. Những năm gần đây, diêm dân luôn đối mặt với thực trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa khiến số lượng lao động nghề muối giảm dần. Hiện giá muối từ 1.200 đến 1.300 đồng một kg. Diêm dân thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng một năm. Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ cho biết đường bay Cần Thơ Phú Quốc sẽ được mở lại từ ngày 28 tháng 10 tới. Theo đó, mỗi tuần sẽ có 5 chuyến bay đi về Cần Thơ Phú Quốc vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5 và 7. Đường bay Cần Thơ Phú Quốc sẽ do hãng hàng không Việt Nam Airlines khai thác bằng tàu bay ATR-72, sức chứa khoảng 72 hành khách. Việc mở lại đường bay Cần Thơ Phú Quốc sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch thương mại giữa hai địa phương này. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, du lịch khám phá đang phát triển mạnh mẽ và là hướng đi mới trong phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa phương. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, nhiều địa phương đang tích cực nâng cấp hạ tầng, thu hút đầu tư, đồng thời xây dựng thêm các sản phẩm mới để phục vụ mục tiêu phát triển thành điểm đến bản sắc, an toàn, thân thiện, ghi nhận tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Vâng, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, với nhu cầu du lịch ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đã có những sự đầu tư bài bản chuyên nghiệp vào các khu nghỉ dưỡng cũng như là các điểm đến. Và ngày hôm nay xin mời quý vị hãy cùng tôi trải nghiệm một trong những khu nghỉ dưỡng mới nổi tại Mù Cang Chải. Xin chào bạn, ở khu nghỉ dưỡng cao cấp của mình thì có những cái đặc điểm gì nổi bật bạn có thể giới thiệu với du khách được không? Sau đợt Tết dương lịch thì sẽ có một hoa tờ dây. Hoa tờ dây là một loại hoa truyền thống của người Mông ở đây. Với kiến trúc ở cái khối nhà trên này là một khối trúc được sử dụng bằng vật liệu thân thiện với môi trường. Gần như 100% ở đây là sử dụng bằng cây tre và cây tầm vông. Ngoài ra ở trên mái sử dụng bằng lái cây tế. Là vật liệu sử dụng thân thiện với môi trường 100%. Bây giờ xin mời bạn đi tham quan một số phòng có thiết kế độc đáo bên mình để bạn có thể hiểu rõ hơn nhé. Vâng ạ. Nói về vẻ đẹp của Mù Cang Chải thì như cha có thể nhìn thấy ở đây, chỉ khoảng 2 đến 3 tuần nữa thôi là các thửa ruộng ở đây họ sẽ chuyển vàng hết. Và khi đấy, khi mà du khách đến đây, họ sẽ được đắm chìm trong một màu vàng của sự trù phú, của sự ấm no và hạnh phúc. Thì khi mà khách đến đây, họ có thể ngồi uống cà phê, ăn uống ở đây và họ có thể nói bằng một cách nào đấy, họ sẽ tìm được sự bình yên trong con người mình. Với mong muốn mang đến những trải nghiệm du lịch mới lạ, 90% nhân lực khu nghỉ dưỡng là người bản địa, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, đáp ứng tất cả các yêu cầu loại hình dịch vụ. Và đây cũng là một trong những điểm mới được các cấp chính quyền đầu tư. Mình luôn luôn chú trọng vào người bản địa, bởi vì họ mới chính là những con người thực sự yêu cái vùng đất này. Họ là người xuất phát từ đây và chỉ có như vậy thì mới có thể giúp được
cái vùng đất cũng như con người ở vùng đất này được phát triển hơn. Trong cái khoảng thời gian mà tuyển dụng thì cũng đã kết hợp với cả đoàn thanh niên vận động tuyên truyền để cho các bạn về một cái môi trường làm việc mới nó văn minh và nó chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi thấy nơi này rất đẹp và khác biệt so với các nơi khác của Việt Nam. Đặc biệt tôi thấy nhân viên ở đây rất tuyệt vời. Họ luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi từ khâu đặt phòng cho đến việc di chuyển từ sân bay đến khu nghỉ dưỡng. Em là một người bản địa ở đây và em cũng rất là tự hào khi tính bán có một cái resort 5 sao ở đây. Và khi em được vào đây thì em được giao tiếp cũng như là được đồng hành cùng với các bạn đồng nghiệp từ khắp mọi miền đất nước. Việc liên kết các sản phẩm du lịch với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng để giữ chân khách không chỉ đến một lần. Khi đến với Mù Căng Chải, du khách có thể dễ dàng di chuyển tới các điểm du lịch khác nhau để tham quan và trải nghiệm như đèo Khao Phạ, rừng trúc, đồi mâm xôi, đồi móng ngựa với các thửa ruộng bậc thang vô cùng trù phú. Và có thể thấy, loại hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng của Mù Căng Chải chắc chắn sẽ có cơ hội phát triển như các điểm du lịch nổi tiếng như Mai Châu Hòa Bình, Sapa Lào Cai, Mộc Châu Sơn La, tạo nên một không gian du lịch văn hóa và sinh thái rộng lớn, hấp dẫn của miền núi Tây Bắc Việt Nam, là nơi để tôn vinh thêm vẻ đẹp tiềm ẩn của đất nước và con người Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong Kinh tế Phương Nam. Kính chào quý vị đang theo dõi Kinh tế Phương Nam. Thưa quý vị, sáng ngày 25 tháng 9 thì phiên toàn thể diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 chính thức khai mạc. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng các lãnh đạo thuộc bộ ban ngành, lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị. Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vừa là trưởng ban chỉ đạo triển khai nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù Thành phố Hồ Chí Minh, là một thông điệp mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm hành động đưa đầu tàu kinh tế của đất nước vượt qua chướng ngại vật, bứt phá trong thời gian tới. Với vai trò của một trung tâm kinh tế tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ năng động, sáng tạo, đã có nhiều đóng góp vào thành tựu chung của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước yêu cầu cấp bách của tiến trình nâng cao chất lượng và giá trị sống của người dân, đồng thời xây dựng một thành phố văn minh hiện đại nghĩa tình. Nghị quyết 31 đã giao nhiệm vụ cho Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại và năm 2045 là thành phố có nền công nghiệp phát triển hiện đại, ngang tầm các nền kinh tế trong khu vực và vươn tầm châu lục với nhiều chỉ tiêu lớn và cụ thể. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, để đạt được nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược đã đề ra, giai đoạn hiện nay cùng với các giải pháp cho phát triển bền vững, Thành phố Hồ Chí Minh chọn chuyển đổi xanh toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm, chuyển đổi công nghiệp là động lực, chuyển đổi số là đột phá và hợp tác phát triển là nhiệm vụ quan trọng tất yếu. Tại diễn đàn này, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, kinh nghiệm, hiến kế hay của đại biểu trong nước và quốc tế, đồng thời cam kết hành động của chính quyền thành phố trong từng lĩnh vực cụ thể, từng giai đoạn ngắn, trung và dài hạn. Tại phiên toàn thể diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu sẽ cùng trao đổi về những xu thế chủ đạo về chuyển đổi công nghiệp trên thế giới, hệ sinh thái quản trị và chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghiệp, chiến lược chuyển đổi công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh kết nối vùng, khu vực quốc tế và xu hướng công nghệ mới. Thưa quý vị, bão số 3 và mưa lụt sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng vào cuộc sống của người dân và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Để có thể hỗ trợ các tỉnh, thành phố, người dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động ra soát và tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn, kịp thời áp dụng các biện pháp để có thể hỗ trợ như là cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão. Theo đó, Agribank áp dụng chính sách giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị thiệt hại trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực tiếp bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và lũ lụt sau bão. Theo đó, đối với dư nợ hiện hữu, bao gồm Việt Nam đồng và đô la Mỹ, tại thời điểm ngày 6 tháng 9 năm 2024, căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, Agribank giảm từ 0,5% đến 2% một năm lãi suất cho vay và miễn giảm 100% lãi quá hạn, lãi chậm trả trong thời gian từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
Bên cạnh đó, để hỗ trợ khách hàng có điều kiện ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Agribank giảm 0,5% một năm lãi suất cho vay theo từng đối tượng, lĩnh vực, áp dụng trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân. Mặc dù hoạt động cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại cơ sở vật chất, nhưng phát huy vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, với tinh thần tương thân tương ái, Agribank đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, chung tay cùng các địa phương và người dân vượt qua khó khăn. Đến nay, Agribank đã ủng hộ gần 18 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3. Cán bộ người lao động Agribank quyên góp một ngày lương ước tính trên 20 tỷ đồng, chia sẻ cùng người dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Cũng nhằm hỗ trợ kịp thời cho các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai, Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt chiến dịch hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp SOS Food tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chiến dịch thực phẩm khẩn cấp SOS Food là sáng kiến của mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam nhằm hỗ trợ các loại thực phẩm đủ dinh dưỡng và an toàn cho người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất thông qua sự liên kết chặt chẽ với các đối tác là doanh nghiệp sản xuất và phân phối thực phẩm. Ta được biết thì là khi thiên tai hoặc là các sự cố về cái khẩn cấp xảy ra thì cái nhu cầu đầu tiên là ngoài cái cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp thì cái thực phẩm sẽ quyết định đến cái sự sống còn dành cho những cái người bị tổn thương, trong đó là có đồng bào bị lũ lụt. Và như chúng ta được biết thì là lúc mà cần nhất cái thực phẩm để sinh tồn cứu trợ thì là trong đó thì đặc biệt là phải có cái sự phân phối và đặc biệt là sắp xếp một các cái loại thực phẩm cũng như là công tác cứu hộ cứu trợ nó phải có một cái sự chuyên nghiệp để mình tránh cái việc là nơi có và nơi không có. Cái điểm thứ hai nữa thì Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam là một cái tổ chức hoạt động để nhiều cái kinh nghiệm hoạt động cái thực phẩm trong nước và toàn cầu, thì chúng tôi có cái mạng lưới và các cái đối tác có nhiều cái kinh nghiệm trong cái việc là sắp xếp trong cái hoạt động về hỗ trợ cho các cái sự cố này. Điểm nữa là chúng tôi rất mong muốn là thông qua cái chương trình thực phẩm khẩn cấp này, ngoài cái việc hỗ trợ cái thực phẩm trong cái giai đoạn là ban đầu, chúng tôi mong muốn là sẽ tiến đến cái giai đoạn thứ hai là có thể là hỗ trợ thực phẩm cho các em đến trường, hoặc là cái thực phẩm để tái thiết là ở đây SOS Food sẽ kết nối với các cái đơn vị để cung cấp các cái loại là cây giống, những cái loại vật nuôi để tái thiết cho đồng bào sau lũ lụt. Chiến dịch được triển khai từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 11. Đến nay, chiến dịch đã hỗ trợ 300 tấn thực phẩm cho 10 tỉnh thành miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra như Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Hà Nội, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hưng Yên, Ninh Bình. Của tất cả các cái đội Food Bank Việt Nam ở các tỉnh thành phố đã hỗ trợ cho các cái tỉnh thành bây giờ là đã ở các cái vùng tâm bão và đặc biệt là cái vùng mà chịu ảnh hưởng trong cái 10 tỉnh là chúng tôi đã có những cái chương trình hỗ trợ rồi, những cái thực phẩm về cứu trợ khẩn cấp. Tuy nhiên chúng tôi muốn vòng lại để chúng tôi làm một cái chương trình mang tính bền vững hơn nữa, tại vì chúng tôi thấy rằng là cái việc hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp hiện nay cũng đang có rất nhiều đơn vị và tổ chức làm, và tôi nghĩ rằng là cái giai đoạn làm sao để kết nối cũng như là cấu thành một cái dự án bền vững hơn thì chúng tôi quyết định ra mắt cái dự án này. Trong giai đoạn đầu thì chúng tôi đã tập trung các cái thành viên của ngân hàng mạng lưới và chúng tôi đã xuất 300 cái tấn hàng hóa thực phẩm để hỗ trợ cho các cái tỉnh thành ở phía miền núi phía Bắc, bao gồm các loại thực phẩm khô như là các một số loại bánh quy hoặc là sữa hoặc là một số cái loại trứng và một số loại thực phẩm đó. Một trong những điểm sáng của dự án SOS Food là liên kết chặt chẽ với các tập đoàn sản xuất thực phẩm lớn. Các doanh nghiệp này không chỉ tham gia vào hoạt động cứu trợ thông thường mà còn được khuyến khích sản xuất các loại thực phẩm khẩn cấp và sinh tồn, những loại thực phẩm có thể bảo quản lâu dài và dễ dàng vận chuyển trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt của thiên tai. Mà có nhiều cái hoạt động về, đặc biệt là có nhiều cái có thể rủi ro, ví dụ như là động đất ở Nhật Bản hoặc là những cái tai nạn như Philippines là bão thường xuyên, thì là cái thực phẩm này là giống như là những cái ở Việt Nam mình như là lương khô của quân đội hoặc là một số cái thanh dinh dưỡng năng lượng mà hiện nay ở cái các quốc gia họ phát triển rất là nhiều. Nhiều khi chỉ cần một cái thanh đó hoặc là một cái túi nước nhỏ thôi, chúng ta có thể cung cấp đủ cái calo của chúng ta để tồn tại trong có thể là một khoảng thời gian nhất định. Và nó khác nữa là nó sẽ đảm bảo được cái việc, ví dụ như họ dự phòng được cái việc gọi là chúng ta trong những cái môi trường khắc nghiệt nhất, ví dụ như là môi trường nước chẳng hạn, hoặc là những cái điều kiện về va đập, và đặc biệt nữa là cái hạn sử dụng nó rất là lâu dài. Được biết, dự án không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thực phẩm trong tình hình khẩn cấp, mà bên cạnh đó, Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam cũng triển khai mô hình túi thực phẩm cố định nhằm hỗ trợ dài hạn cho các nhóm đối tượng yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ gia đình có thu nhập thấp, chịu ảnh hưởng bởi bão lũ. Những túi thực phẩm này sẽ góp phần duy trì dinh dưỡng hàng ngày sau bão lũ. Ngoài ra, người dân ở khu vực chịu ảnh hưởng bởi bão số 3 sẽ được hỗ trợ sinh kế bền vững như cung cấp con giống, cây trồng. Tại lễ ra mắt, chiến dịch hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp SOS Food đã tiếp nhận tổng cộng khoảng 300 tấn thực phẩm từ các đơn vị hỗ trợ gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Cùng ngày, đại diện Foodbank Việt Nam đã trao 300 tấn thực phẩm này đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh.
với mục đích là lắng nghe, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong việc là thực hiện các quy định, chính sách, pháp luật thuế của doanh nghiệp và người nộp thuế. Tổng cục thuế cho biết sẽ đối thoại và sẽ với những người nộp thuế trên địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An để có thể lắng nghe, giải đáp cũng như tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định, chính sách, pháp luật thuế. Theo đó, Tổng cục thuế đã có thư ngỏ gửi doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn 5 tỉnh thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An đề nghị đăng ký tham dự hội nghị đối thoại với người nộp thuế để kịp thời lắng nghe, giải đáp, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định, chính sách, pháp luật thuế. Tổng cục thuế đề nghị người nộp thuế tại 5 tỉnh thành phố phía Nam có vướng mắc kiến nghị gửi các nội dung vướng mắc, kiến nghị và đề xuất về Tổng cục thuế trước ngày 23 tháng 9 để tổng hợp. Trước đó, Tổng cục thuế cho biết tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng năm 2024 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1,14 triệu tỷ đồng, bằng 77,2% so với dự toán pháp lệnh, bằng 117,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu nợ thuế trong tháng 8 ước đạt 3.244 tỷ đồng, lũy kế tính đến cuối tháng 8 ước thu được 53.771 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2023. Vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là vấn đề được dư luận quan tâm, nhất là tại các thành phố du lịch thu hút đông du khách. Vậy nhưng thì cứ mỗi vào đợt kiểm tra thì các cơ quan chức năng lại phát hiện những hành vi sai phạm của cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Tại tỉnh Khánh Hòa thì nhiều nguyên liệu rau xanh sử dụng trong chế biến thực phẩm có kết quả là tồn dư thuốc bảo vệ thực vật khi mà Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại Nha Trang. Xét nghiệm nhanh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa thực hiện trên 105 mẫu rau xanh lấy từ các quán ăn tại 4 phường ở Nha Trang. 11 mẫu được phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, gồm rau sống, rau răm, hành ngò, dưa leo. Lượng rau xanh này đều được mua tại các chợ và vựa rau lớn trong thành phố. Mặc dù kết quả xét nghiệm nhanh không phải là căn cứ xử phạt vi phạm hành chính, nhưng là cơ sở để các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đưa ra cảnh báo mối nguy ô nhiễm thực phẩm. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa đã đưa ra khuyến cáo các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố cần lựa chọn nguyên liệu đảm bảo an toàn và có quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để tránh ô nhiễm thực phẩm. Mặt khác, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Khánh Hòa cũng làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, tăng cường kiểm tra giám sát về tình trạng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên rau xanh tại các vùng sản xuất. Để tiếp tục lấy mẫu và gửi đến các cái cơ sở là để kiểm nghiệm cái đặt bằng các cái phương pháp khoa học định lượng và xem thử là có vượt các cái tiêu chuẩn định mức theo quy định của Bộ Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cũng như các quy định của Bộ Y tế về an toàn thực phẩm để có cái khuyến cáo cho cộng đồng. Sau hơn 7 năm thi công, dự án nâng cấp mở rộng đường Long Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã được chính thức đưa vào khai thác. Việc đưa tuyến đường này vào sử dụng giúp cho cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố Hồ Chí Minh được tăng cường, đáp ứng được một phần lớn nhu cầu đi lại của người dân ở khu vực cửa ngõ phía đông của thành phố. Phóng sự này cũng khép lại Kinh tế Phương Nam hôm nay. Dự án nâng cấp mở rộng đường Long Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài toàn tuyến gần 6 km, rộng 12 m, tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là 95 tỷ đồng. Dự án chính thức khởi công từ cuối năm 2017 nhưng sau đó gặp nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và bùng phát dịch bệnh COVID-19. Bằng sự nỗ lực quyết tâm của cả chính quyền, nhà thầu, đơn vị thi công và bà con nhân dân chung tay tháo gỡ, đến nay dự án đã được hoàn thành. Nâng cấp đường Long Phước được khởi công từ năm 2017. Tuy nhiên thì giai đoạn đầu gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, một số bà con cũng chưa có đồng thuận với chính sách bồi thường và đặc biệt là sau đó thì bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, do đó thì dự án có cái thời gian bị ngưng thi công. Tuy nhiên thì đến năm cuối năm 2022 thì được sự đồng thuận của bà con nhân dân, những hộ có nhà đất bị ảnh hưởng trong dự án, bà con đã đồng thuận bàn giao mặt bằng và sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban thành phố Thủ Đức thì dự án được tái khởi công trở lại. Và qua hơn một năm thì đến thời điểm này chúng tôi đã hoàn thành tất cả các hạng mục của dự án và các hộ dân trong dự án đến nay thì đã đồng thuận và bàn giao toàn bộ mặt bằng để thi công dự án. Dự án được hoàn thành nhờ cái sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân trên các bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án và đến nay thì chúng tôi cũng đã hoàn thành được hết các hạng mục.
Dự án nâng cấp đường Long Phước là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Thủ Đức, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân trên đảo Long Phước, có ý nghĩa kết nối với các tuyến đường, cầu đường khác trong khu vực ra vào cụm cảng và khu công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời dự án cũng góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển đô thị với các dự án khu dân cư, cụm trường đại học và du lịch sinh thái ven sông Đồng Nai, làm động lực phát triển cho cửa ngõ phía đông của thành phố Thủ Đức nói riêng và của thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Từ thuận lợi này, thành phố Thủ Đức cũng sẽ quan tâm nghiên cứu và đề xuất mở rộng trong thời gian tiếp theo. Tập trung hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố. Đây là cái yêu cầu đặt ra và sự quan tâm hàng đầu đối với thành phố Thủ Đức trong giai đoạn hiện nay. Trên địa bàn phường Long Phước và các phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thì hiện nay thành phố đang có rất là nhiều cái đề xuất đối với thành phố Hồ Chí Minh để cấp kinh phí để thực hiện hoàn thiện cái mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố.